Đây, con Vios ECBT đời 2022 của mình đây. Các bạn ạ. Mình làm cái quả clip này không có thì thiếu, có thì thừa. Quay quay các bạn một vòng. Nói chung là đi xe thì cái vết xước sáp cành cây các thứ nó cọ vào không tránh được. Và cái cống kia các bạn nhỉ. Những mấy pha mình lùi vào đấy cũng bị cọ. Đương nhiên là mọi thứ nó phải nguyên, phải zin. Thắt bên trong. Xe thì giữ gìn rồi, xe gia đình có cái gì đâu. Một đô thì hơn 1 vạn thôi, 1,2 vạn thôi. Mm-hmm.